Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và phía trước hình ảnh của cô bác quý anh chị thấy đây là một người phụ nữ đang bò bán vé số nè. Chắc có lẽ thì cô bác quý anh chị sẽ không quên người phụ nữ này trên kênh Bùi Hồ. Đó là chị Tuyền, một người mẹ đơn thân bán vé số nuôi con. Chị ơi, hôm vừa bán luôn hả? Trời ơi, còn nhiều số không? Còn mấy lần rồi chị bán lại chứ. Tháo cái khẩu trang xuống đi cho khỏe chị. Vậy số ướt nhẹp hết rồi. Còn 30 chữ hơn nữa. Thế hả? Hôm trước là chị điện cho em là ới bao nhiêu tờ? Ế một tại vì quá trời mưa đó bão rồi. Bây giờ là gần 2 giờ rồi, mưa bão tới rồi. Hôm trước chị điện cho em là ới bao nhiêu tờ đó? Bữa đó còn được mấy, có mấy chục tờ thôi, cũng nói chung là không có lời. Sáng ngày hôm nay bán được bao nhiêu tờ? 250 mà bán nãy giờ là còn được 100 mấy. Còn 100 mấy hả? Mưa vẫn lội đi luôn hả chị? Mưa mà cái bữa đó hả, là cái đôi giày gách hết trơn, cái bắt đầu lỡ giò. Sao? Lỡ mưa á. Bữa đó nó giày nó gách á, gách cái nó bị ướt giò. Nó bị lỡ giò. Cái bữa lội xuống chợ mua đôi giày khác, chuyện lội mưa để thôi. Lội mưa, cái này mưa mà. Sao không nghỉ ngơi đây? Lội giết đến thôi, chiều là bán lợt lắm. Dạ hả? Bán thôi, với chậu mưa chiều là bắt đầu người ta lo chạy không, mình bán lợt. Ăn uống gì chưa? Ăn chắc sáng rồi. Ăn gì? Sáng ăn đồng uống nhiều. Uống nhiều hả? Mà bé con của chị sao rồi? Đang vừa đi học á. Thấy mẹ đi lội gì cực khổ với trời. Mấy bữa mà bán nắng thì nè, còn mình còn lội cũng được, nhưng mà mưa này lội ra thấy mệt nè, tại vì mưa người ta lo người ta chạy không. Có thời gian trước là chị Tuyền được Mạnh Thường Quân hỗ trợ cái chiếc xe điện, nhưng mà hỗ trợ cái chiếc xe đó là bán không được, bán là ấy à. Có hôm bán chạy đi thì người ta cho đó, rồi cái chạy cái bị ế tới 2 giờ mấy giờ, bán mới có mấy chục tờ vậy. Rửa vô cái xe, vô cái tiệm nước bên đó gửi lội xuống bán tiếp. Rồi giờ đem xe đó về chưa? Đem về quê rồi. Chứ mình gửi ở ngoài đây là ngày 20 nghìn đó. Ta giữ là ngày 20 nghìn đó. Bởi vì thầy đem về chuẩn để tốn tiền nữa. Ừ. Sáng ăn sáng ở nhà hả chị? Ăn gì? Chị ăn gì? Bún. Bún gì? Bún gì quá. Ăn đêm bánh gì mà sao không? Ăn đêm đi. Tại vì lội mệt, ăn không nổi. Có nước không? Ồ, thấy mưa gió lội tội nghiệp ghê trời. Rồi nãy với cái chú kia cũng kêu vô, cũng kêu mấy người kia ra mua số tiếp. Còn được nhiêu tờ? Chiều nay bán không hết ôm nữa. Mình nói gì ngán lội, chùm mưa ngán lội. Chứ không lội chịu xong rồi, không lội là mưa điệu này quầy về cũng phải chịu thôi. Hôm qua mưa lớp, mưa lớp luôn kìa. Trời mưa gió này là mấy người bán ôm hoài vậy? Ôm hoài à? Anh này nói là trời mưa gió mấy người bán ôm hoài. Mà thấy tội nghiệp quá anh. Bởi vì vô mưa này là giò nhiều. Mình không có khả năng mình giúp hoài được. Tại vì mình cũng còn kinh tế gia đình mình nữa. Mình chia sẻ ngoài một ít thôi. Mấy chú, mấy anh này cũng buôn bán đằng sau, anh nó gặp thấy cũng tội nghiệp cũng giúp. Mà giúp hoài giúp không nổi. Ngày nay bán 200 mấy tờ chị? 250. 250, đếm nữa coi còn nhiêu tờ. Còn 100 mấy.
chiếc 112 lần, 1 triệu 20. Anh có tiếp giấy nào không? Cái này tôi cũng như bả rồi, mà tôi đã bả cái là tôi không hết thì còn được em ơi. Bả ngày không hết là chưa giờ. Bả ngày có mấy ngày rồi? Không, có mấy bữa mưa nữa rồi. Theo hỏi thiệt chị ha, bán vé số như thế này người ta chạy nước mưa nó văng vô mặt mình thấy tủi dữ không? Tại vì mấy xe du lịch nó chạy văng, mấy xe Honda thì nó văng. Vì khi mấy xe du lịch nó chạy phớt ngang cái được cái ào rồi xong. Hồi nào mình chùm cái số ước mình thì không sợ, đi sợ cái số rồi. Mình chịu được, vé số mà ước cái là rồi nó bán luôn. Hai đứa con gái sao rồi? Đi học quá trơn rồi, đi học hết rồi. Nó ngoan, nó biết làm phụ chị chưa? Cái này công việc nhà làm đều chia nhau làm. À. Thì đứa thì làm cái này, đứa làm cái kia chứ không là cái như công việc đứa nào nó làm đó chứ không có nạnh. Thì hết nạnh rồi ha. Cái nào đó, cái nào chị hai làm á thì thằng có chị hai, cái nào có em là có em. Bây giờ nợ nần rồi cũng khỏe không đỡ hả chị? Đó rồi đó, đã xong hết rồi đó. Vậy hả? Bán ngày nào ăn ngày đó ha. Giờ là bán. Con lại xin giùm được không? Dạ được, anh chứ không được. Gần đây không? Gần ngân hàng, cái ngân hàng có bể bản á. Có đồ cũng biết. Hả? Dầu ăn đó đỡ, có cái đó mình đỡ mua. À, cái này này người ta có. Thôi chị đi qua bển thử rồi có không? Đợi thử. Hả? Đợi thử rồi sao? Đợi thử rồi sao hả? Có thằng nào đó mình thấy. Để số đi chút xíu em phụ cho. Hay là lấy giấy số trước đi rồi họ lội, hay là cho mời người ta được chiều mời. Mình đi mình bán cũng cho người ta cái. Rồi xong mình quay lại đây. À, chị cứ đi đi em theo chị. Được, đi. Rồi xong mình quay lại đây ha. Gụng gặp. Lúc lia gần hết trơn. Anh, ngân hàng gần đây không? Trong này biết trong này có ngân hàng đó mà không có lòng chỉ được, ngân hàng nào không biết. Ở đây thì Bùi Hồ qua đây sẵn xin một cái phần quà của chị này cho chị đó luôn. Này em xin giùm thôi nha. Dạ, em chỉ quay hỗ trợ thôi, mất công chị đó bò qua nữa. Đây là một cái phần quà mà Bùi Hồ mới vừa xin giùm cho chị, có đường nước tương. Đây là những ngày cuối tháng 7 á, nên là nữ là cũng xin cho chị phần nào đó phần đó. Đây. Khỏi bò qua. Đây. À. Mì thì đấy. Mấy giờ sáng mới đi ăn cơ ăn đi học. Ờ, à, được mấy gói mì. Vậy là quý quá luôn rồi đó. Cái này là mẻ luôn nha. Có nước tương chứ vào ăn luôn. Rồi sao lắc nữa ngậm về hay sao? Đấy có đường luôn kìa. Đúng rồi. Cái này tương đấy. Ớt. Cái này là tương hột ngon lắm. Này nước tương, dầu ăn, mì với lại đường. Em xin giùm chị. Sợ người ta nói em gạt. Chứ đấy chị mò qua cực quá. Thôi bây giờ chị ấy đi, chị lấy giấy số đi em giúp hết cho. Cái ta cho là ta cho có phiếu luôn á. Đúng rồi. Này ai ta cũng cho á. Bây giờ gì nè. Ca cho em nghe bài đi, ca nổi không? Đang hả? Mồ hôi. Cái gì? Đang sức mồ hôi. Rồi. Đây. Hả? Mua nhiều xuống nhiều. Cho tài chị hai tờ nè. 5775, 75 hết luôn hả? 75 57. Cái này là 75 57. Đúng rồi. Rồi. Up lại đi. Con này lại giùm em. 112 tờ đúng không? Mưa cho chị về sớm. Hả? Mưa lội đá luôn á. Ờ, chứ nhiêu đây là chị bán mấy tiếng mới hết. Bán mấy tiếng mới hết. Trời không mưa thì mình còn biết được, còn trời mưa là cái theo bó tay luôn. Dạ? Không, em ở Đồng Tháp. Là 112 giờ, tờ là 1.120.000. Đúng không? Đây.
Rồi tặng chị luôn. Nhiều đủ không? Dư là đó, dư 30.000. Dư nhiều. Dư 30.000. Rồi, Bùi Hồ có hỏi là chị là có dư giả gì không? Thì chị đưa ra cái này nè, cô bác anh chị, đây là tiền học của bé lớn hả? Bé nhỏ là 1.221.000. Hai cái bảo hiểm hết 800 mấy rồi. Lo cho con ghê không? Rồi bé lớn là chưa báo nữa, coi như là 2-3 triệu. À, đầu năm vậy rồi làm tiền đâu mà đóng. Hồi năm nay thì bởi vì mấy năm trước là đóng tiền học không có đóng bảo hiểm, cái năm nay thầy kêu á ai cũng khuyên cho nên nói đóng bảo hiểm cho bé nó đi học được có gì á nó cũng dễ hơn, sợ là không đóng đi rồi lấy có gì rồi sao. Năm nay lớp mấy em quên rồi. Đứa nhỏ lớp 9. Đứa lớn 12, lớp 11 à. Thì bữa đó hỏi đừng kêu mà thầy báo luôn, thầy nói tiền chưa học phụ huynh mới báo. Rồi bé nhỏ học phụ huynh là báo rồi. Rồi sáng là ăn ở nhà chứ sáng giờ chưa ăn gì hết. Em mua hết vé số rồi, đỡ mệt rồi, có hát câu dụng cổ nào không? Hả? Có. Hát lớn lớn lên tại vì em không có gắn mic. Bởi vậy chị không là đầu hát cái bài mà của bị like cùng lum hết trơn, bữa hát cho không rồi bị like hết trơn rồi lại quýnh quán hết trơn hát. Bây giờ là bình tĩnh là hát chưa? Bình tĩnh hát lại luôn, hát cho chuẩn lại để bữa hổm thấy lên mày coi là thấy bị like hết rồi. Tại vì cấp phụ hồ vô lần đó đó là tính hát định bây giờ là học thuộc lại rồi đúng không? Bây giờ là mình hoàn chỉnh lại. Không có công chuyện nè. Dạ. Rồi em mời chị. Hàng mắt tư ba tiếng đó như chẳng bảo kinh hoàng vừa thổi qua biển cát. Chỉ đem lại khô khan và lòng sa mạc làm sạch đỡ những thành quách quý ngang chẳng mát giữa. Hay quá chị ơi. Nói chung là rất hay. Bữa đó là thành suy nghĩ đừng có gì tà mùa hồ và gặp mùa hồ hát cái
bữa không bụi cái bị trời bị lạnh hết trơn, bị bây giờ là Bùi Hồ thêm cái câu gì mà Bùi Hồ với Phong Bụi vô nữa. Cảm ơn chị nhiều ha. Em Mạnh Thường Quân nghe được những lời hát như thế này chắc cũng chúc cho chị có nhiều sức khỏe để mà tiếp nối trên cái con đường mà tìm cái tương lai tươi sáng cho con của mình thông qua cái việc bán cái vé số mà phải gọi là có 102 như thế này. Đọc hình ảnh của chị không những là em mà những người đi đường và cả những người đồng với cái cảnh buôn bán như chị là như cái anh ở ngoài sau lưng anh cũng thương, nhưng mà mỗi người đều giúp đỡ nhau có một cái với giới hạn vì ai cũng buôn bán để mà mua sinh để mà nuôi sống cho gia đình của mình á, nên là nữ là thương lắm. Ừ, rất nhiều đấy, nhờ có Bùi Hồ chứ không bụi đâu mà ba mẹ con mới được gì chứ không thôi là cũng hơi mệt lắm, không biết chắc cơ hai đứa lỡ dở nữa chừng luôn á. Vô cái cảnh này là mệt á. Dạ hả? Cảnh này bây giờ bữa nay về sớm rồi đúng không? Hàng ngày là mấy giờ mới về? Tới giờ tới nhà là gần 6 giờ. Mấy giờ mới lên xe chị? Ừ, 4 giờ mấy. 4 giờ mấy? Bữa nay là mấy giờ rồi? Giờ này mấy giờ? Bữa nay 1 giờ mấy à? Vui rồi, quá với số, mong chị trúng với số để đổi đời à, để khỏi đi bán nữa ở nhà lấy tiền gửi ngân hàng để mà nuôi con ăn học thôi. Ngày hôm nay đến đây á thì em thay mặt cho cô Hồng Mai ở Úc gửi cho chị số tiền là 3.146.000 để chị có thể trang trải cho hai đứa con của mình ăn học. Chị đếm giùm em cầm một tay thôi tại vì á em cầm cái máy, chị đếm giùm em đi. Dư nữa. Rồi. À, đây là cô Hồng Mai ở Úc gửi ủng hộ cho chị. Dạ. À, bây giờ chị có nói lời nào với cô cũng như tất cả quý Mạnh Thường Quân không? Dạ, chứ cũng cảm ơn cô Hồng Mai và đã giúp cho ba mẹ con số tiền này điện về trang trải tiền học phí cho con. Cảm ơn rất nhiều và cảm ơn những Mạnh Thường Quân đã thương ba mẹ con từ cấp mờ gặp Bùi Hồ tới giờ. Con cảm ơn rất nhiều. Dạ, có Bùi Hồ là mẹ con mới được gì chứ không thôi là rồi luôn rồi. Chứ thấy đi bán là cái như đi bán gì rồi biết chừng nào mình trả nợ được. Thấy là cảm thấy ăn cũng lo cho con còn chưa không biết chưa tới đâu nữa rồi nợ sao mà làm sao mà có khả năng phải có chỗ mình lên nữa. Chị phải nghĩ vậy, phải chị hai đứa con lớn độ tiếp được đó thì có khả năng chứ bây giờ có mình giờ nó nhỏ quá đâu có là khả năng đó được. Nghe bài hát hay quá. Thôi bây giờ chị tranh thủ về sớm đi. Về với con của mình mưa gió rồi. Lát nữa đón xe buýt về ha. Ai cắt vô cẩn thận. Thảo Gà có bị giật vé số không? Ừ. Tại vì mình cầm này cũng đỡ. Bữa hổm chú Kiên nói coi chừng bị giật đó, cái mới nói là cầm cái cây này dù sao người ta chạy á, mình cũng vơ vơ ngoài đâu có để nhét túi được cầm tay á, người ta nhét túi người ta chạy không biết chứ cầm cây này giật là bị người ta gật là dính liền luôn. Trong cây này nó không lẽ vé lại giật cuốc cút vé số dẹt được. Bởi vì mình gắn gì cho an toàn á. Rồi thôi ba chị ha. Rồi chị về đi. Rồi sao cầm? Cắn. Rồi sao cầm? Cắn nữa, dắt vô đây cắn tiếp. Ôi trời ơi nặng lắm á. Lại tới đẳng cũng hơi đuối nha. Ở đâu? Lại bến xe. Bến xe ở đâu ta? Bây giờ là đi về lấy số luôn á. À. Bến xe gì mình lại bến đi đường này về Tân Hiệp lấy số. Dạ, rồi thôi đi đi. Qua đây mới lung lia hết rồi. Khổ quá. Rồi, cảm ơn Bùi Hồ rất nhiều. Dạ, bye bye chị. Gặp Bùi Hồ là có niềm vui. Gặp Bùi Hồ là có niềm vui. Nặng lắm. Nặng rồi sao nổi?